Theo báo Dân Việt, 5 ngày trước cuộc đua giành chức Tổng thống vô cùng căng thẳng, bà Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang vận động sự ủng hộ và phút chót để xoay chuyển cuộc bầu cử, vốn vẫn còn chưa chắc chắn. Nhà phân tích Anten đã trích dẫn hai điểm chính mà ông tin rằng cho thấy bà Harris sẽ thắng cử Tổng thống vào tuần tới. Bình luận của ông được đưa ra một ngày sau khi ông nói gần như ngược lại rằng nếu Trump thắng, các dấu hiệu từ đầu đã rõ ràng. Trên CNN vào sáng ngày 31 tháng 10, ông Anten cho biết bà Harris chỉ đơn giản là được ưa chuộng hơn ông Donald Trump. Ông Anten lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ dòng của bà Harris cao hơn ông Trump là một lý do khiến bà có khả năng giành chiến thắng. Ông trích dẫn tỷ lệ ủng hộ dòng của bà là -2 điểm so với -7 điểm của ông Trump. Trang tin 530S báo cáo rằng số phiếu bầu cho bà Harris đã tăng lên, đưa mức độ ủng hộ dòng của bà lên mức -1,5 điểm vào ngày 31 tháng 10, trong khi ông Trump là -8,4 điểm, trong khi Rin Clear Polling đưa mức độ ủng hộ dòng của bà Harris là -3,2 điểm và ông Trump là -6 điểm. Nhà phân tích Anten đã xem xét 17 cuộc bầu cử trước đây kể từ năm 1956 và lưu ý rằng trong 16 cuộc bầu cử, ứng cử viên được nhiều người ưa chuộng hơn đã giành chiến thắng. Chỉ có một trường hợp, ứng cử viên ít được ưa chuộng hơn giành được chức Tổng thống. Ông Anten nói đó là ông Donald Trump vào năm 2016. Năm 2016, ông Trump đã thua phiếu phổ thông trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton nhưng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, vì kết quả được xác định bằng cách giành được 270 phiếu đại cử tri đoàn, không phải bằng phiếu phổ thông. Ông Anten cho biết, thông thường ứng cử viên được nhiều người ủng hộ hơn sẽ giành chiến thắng vào ngày bầu cử. Ông Anten cũng đã xem xét các cuộc bầu cử đặc biệt vào năm 2023 và 2024 và nhận thấy rằng trung bình những đảng viên dân chủ này đã vượt qua biên độ của Tổng thống Joe Biden năm 2020 là 2 điểm, và hãy nhớ rằng ông Joe Biden đã thắng. Vì vậy thực tế là những đảng viên dân chủ này đang làm tốt hơn những gì ông Joe Biden đã làm là một dấu hiệu tốt. Hãy nhớ rằng mặc dù các số liệu thống kê hàng đầu không mấy khả quan đối với Đảng Dân Chủ vào năm 2022, nhưng Đảng Dân Chủ vẫn đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022, các cuộc thăm dò đã dự đoán và kỳ vọng vào một làn sóng đỏ, nhưng mức độ đó đã không xảy ra. Giới chuyên gia nhận định Đảng Dân Chủ gần như chắc chắn sẽ sử dụng vấn đề nạo phá thai để thu hút cử tri. Điểm mấu chốt là nhiều đảng viên Dân Chủ tin rằng khi cử tri bỏ phiếu, họ sẽ thắng khi đưa vấn đề nạo phá thai ra làm trọng tâm của chiến dịch tranh cử và họ. Có lẽ Đảng Dân Chủ sẽ làm nhiều người ngạc nhiên vào thứ Ba tuần tới. Ông đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội X với dòng chữ "Nếu bà Harris thắng, các dấu hiệu đã rõ ràng như ban ngày". Theo báo Tuổi Trẻ, tại một cuộc vận động tranh cử hôm 30 tháng 10 ở Wisconsin, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố ông sẽ bảo vệ phụ nữ Mỹ bất kể họ có thích hay không nếu ông đắc cử Tổng thống. Phát biểu tại thành phố Green Bay của bang Wisconsin, ông Trump đã tìm cách chỉ trích chính quyền Biden-Harris về vấn đề nhập cư, nói rằng họ đã nhập khẩu những người di cư phạm tội vào nước Mỹ, những người tấn công, cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ cũng như trẻ em gái của chúng ta. Cựu Tổng thống Mỹ nói, bất kỳ ai để bọn quái vật bắt cóc và sát hại con cái chúng ta đều không xứng đáng ở gần phòng bầu dục. Ông Trump sau đó mô tả cách mình sẽ bảo vệ phụ nữ. Ứng viên Đảng Cộng hòa tiết lộ, các cố vấn đã thúc giục ông ngừng sử dụng câu khẩu hiệu quen thuộc trong các cuộc vận động về mong muốn bảo vệ phụ nữ vì cho rằng nói như vậy rất không phù hợp. Ông Trump phát biểu, tôi đã nói rằng được thôi, tôi sẽ làm điều đó bất kể phụ nữ có thích hay không, tôi sẽ bảo vệ họ. Theo đài CBS, ứng viên Đảng Cộng hòa tiếp tục hỏi đám đông và nhận được tràng pháo tay. Có người phụ nữ nào trong sân vận động khổng lồ này không muốn được bảo vệ không? Có người phụ nữ nào trong sân vận động này muốn được Tổng thống bảo vệ không? Trong những tháng gần đây, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội và trong các bài phát biểu của mình rằng ông sẽ bảo vệ phụ nữ ở Mỹ bằng cách làm cho cộng đồng của họ an toàn hơn và bằng cách đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ đến việc phá thai. Theo báo New York Times, đối với những người chỉ trích ông Trump, bình luận mới nhất về việc ông sẽ bảo vệ phụ nữ, bất kể họ có thích hay không, chỉ càng làm gợi lại chuyện ông từng có các phát ngôn mang tính kỳ thị phụ nữ và việc ông từng bị kết tội lạm dụng tình dục. Ngày 31 tháng 10, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã chỉ trích phát biểu của ông Trump về việc bảo vệ phụ nữ, bà Harris viết trên X. Donald Trump cho rằng ông ta được quyền quyết định những gì các bạn sẽ làm với cơ thể mình, dù bạn có thích hay không. Bà Harris nói những bình luận của ông Trump rất xúc phạm đến phụ nữ, cho thấy ông không hiểu được quyền của phụ nữ trong việc đưa ra quyết định về cuộc sống của họ, gồm cả cơ thể của chính họ. Theo báo Người Lao Động, bà Harris được sinh ra trong gia đình một đôi vợ chồng nhập cư, với mẹ là người Ấn Độ, cha là người Jamaica. Đôi vợ chồng này đã ly hôn khi con gái họ vừa mới 5 tuổi. Sống cùng mẹ, bà Harris và em gái đã lớn lên giữa sự hòa trộn văn hóa Ấn Độ với văn hóa của người da màu tại thành phố Oakland, bang California. Theo đài BBC, nguồn gốc và quá trình được nuôi dạy giữa văn hóa của hai chủng tộc có thể giúp bà Harris dễ dàng tiếp cận và thu hút nhiều người Mỹ hơn. Những vùng đất có sự thay đổi nhân khẩu học nhanh chóng sẽ coi bà là biểu tượng của khát vọng. Bà Harris cũng mô tả thời gian học tập tại Đại học Howard, một trong những viện đại học dành cho người da màu nổi tiếng nhất cả nước, là một trong những trải nghiệm hình thành nên cuộc đời bà. Theo BBC, bà Harris đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là công tố viên quận hoặc công tố viên cấp cao cho hạt Alameda và sau đó là thành phố San Francisco giai đoạn 2004-2011. Sau đó bà làm nên lịch sử khi trở thành tổng trưởng lý bang California, trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người da màu đầu tiên trở thành công tố viên hàng đầu tại bang đông dân nhất nước Mỹ. Bà Harris đã tận dụng đà phát triển đó để thúc đẩy chiến dịch tranh cử thành công năm 2016 với tư cách là thượng nghị sĩ tiếp theo của bang California, một vị trí mà bà đã gây tiếng vang với phong cách công tố viên của mình tại các phiên điều trần. Tuy vậy, bà không thành công trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 vì những khoảnh khắc tranh luận thất bại. Bà dường như gặp khó khăn trong việc nêu rõ hệ tư tưởng và cương lĩnh chính sách của mình khi đó. Chiến dịch tranh cử của bà đã thất bại chỉ sau chưa đầy một năm và chính ứng viên Đảng Dân Chủ năm đó, nay là Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đưa người phụ nữ 59 tuổi này trở lại sự chú ý khi chọn bà làm liên danh Phó Tổng thống. Ông Gil Duran, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris, gọi đây là một sự đảo ngược vận mệnh lớn. Ông Duran nói, nhiều người không nghĩ bà ấy có đủ kỷ luật và sự tập trung để thăng tiến lên vị trí trong Nhà Trắng nhanh như vậy, mặc dù mọi người đều biết bà ấy có tham vọng và tiềm năng trở thành ngôi sao. Rõ ràng là bà ấy có tài năng bẩm sinh. Trong thời gian làm Phó Tổng thống Mỹ, bà Harris tập trung vào một số sáng kiến quan trọng và đóng vai trò hàng đầu trong nhiều thành tựu được ca ngợi nhất của chính quyền ông Biden. Bà cũng lập kỷ lục mới về số phiếu bầu phá vỡ thế bế tắc cao nhất của một Phó Tổng thống trong lịch sử Thượng viện Mỹ, giúp thông qua đạo luật giảm lạm phát và kế hoạch cứu trợ nước Mỹ. Cuộc chiến về quyền sinh sản đã trở thành tâm điểm trong suốt Đại hội Đảng Dân Chủ vào tháng 8, phù hợp với thông điệp truyền cảm hứng rộng lớn hơn của bà Harris, tự do. Bà Harris cũng đang tìm cách giới thiệu lại mình với các cử tri khi một số cuộc thăm dò cho thấy nhiều người coi đối thủ của bà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, gần với trung tâm của quang phổ chính trị hơn. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, bà đã ca ngợi các khuynh hướng tiến bộ về nhập cư và các vấn đề khác nhưng liên tục phải đối mặt những chỉ trích về quá khứ làm công tố viên của mình. Bà cũng nêu bật việc ông Trump bị kết án trong khi bà là đại diện của lực lượng thực thi pháp luật. Nữ ứng viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ cũng hứa sẽ thực hiện chương trình nghị sự tiến bộ nhằm nâng cao đời sống của những gia đình trung lưu như gia đình bà. Bà Harris nói, trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chỉ có một khách hàng duy nhất, người dân. Bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ kiểm phiếu và công bố chủ nhân Nhà Trắng khi nào? Theo báo Tuổi Trẻ, bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến chính thức diễn ra từ ngày 5 tháng 11. Người chiến thắng sẽ phục vụ nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo tại Nhà Trắng kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Các cử tri tham gia cuộc bầu cử không chỉ bầu Tổng thống mà còn bỏ phiếu để chọn ứng viên cho các ghế, Thượng viện và Hạ viện trong Quốc hội Mỹ. Mỗi bang của Mỹ đều có những quy định khác nhau về cách thức kiểm phiếu, vì vậy việc công bố kết quả có thể chậm hơn vài ngày so với dự kiến. Như thường lệ, 7 tiểu bang chiến trường có khả năng quyết định kết quả bầu cử: Arizona, Georgia, Michigan, Bắc Carolina, Pennsylvania, Wisconsin và Nevada đều ban hành quy định riêng về cách thức xử lý và kiểm phiếu. Việc bỏ phiếu qua thư rất phổ biến ở Arizona. Trong cuộc bầu cử năm 2020, gần 90% cử tri đã bỏ phiếu sớm và hầu hết là bỏ phiếu qua thư. Ngoài Arizona, bỏ phiếu sớm cũng rất phổ biến tại Georgia. Giới chức tiểu bang này dự kiến 65 đến 70% cử tri sẽ bỏ phiếu sớm tại các địa điểm được quy định. Trong khi đó, phiếu vắng mặt và phiếu bầu qua thư có thể chiếm khoảng 5%. Theo quy định của bang Georgia, các nhân viên phải đợi đến ngày bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu. Ngoài ra, tất cả phiếu bầu sớm, bao gồm trực tiếp và qua thư, phải được kiểm và báo cáo kết quả vào 20 giờ ngày 5 tháng 11 giờ địa phương. Trong khi đó, bang Michigan đã triển khai hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử năm 2020, cho phép các khu vực có hơn 5.000 cử tri bắt đầu xử lý và kiểm phiếu bầu qua thư trước ngày bầu cử 8 ngày. Giới chức Michigan cho biết, quy định mới có mục đích đẩy nhanh tiến độ kiểm phiếu và công bố kết quả sớm hơn so với năm 2020. Nhằm tránh lặp lại tình trạng chậm trễ như mùa bầu cử trước, một số khu vực tại bang Nevada đã bắt đầu xử lý phiếu bầu qua thư từ ngày 21 tháng 10 và kiểm phiếu bầu trực tiếp sớm vào ngày bầu cử. Reuters cho biết, các cử tri tại tiểu bang này ngày càng chuộng hình thức bỏ phiếu qua thư. Nevada cũng là tiểu bang duy nhất trong số 7 bang chiến trường chấp nhận các lá thư gửi phiếu bầu đến muộn trong vòng 4 ngày kể từ ngày bầu cử. Tương tự Nevada, các viên chức Bắc Carolina cũng bắt đầu kiểm phiếu bầu qua thư trước ngày 5 tháng 11. Sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, bang này sẽ công bố kết quả sơ bộ dựa trên phiếu bầu qua thư và phiếu bầu sớm. Các phiếu bầu vào ngày bầu cử sẽ được kiểm suốt buổi tối, với kết quả đầy đủ dự kiến có trước nửa đêm. Trong khi đó, Pennsylvania, tiểu bang quan trọng bậc nhất trong 7 bang chiến trường, là một trong số ít nơi không xử lý phiếu bầu qua thư từ trước mà chỉ bắt đầu kiểm phiếu từ 7 giờ sáng ngày 5 tháng 11 giờ địa phương. Cuối cùng, giống như Pennsylvania, bang Wisconsin chỉ cho phép các quan chức tiến hành kiểm phiếu bầu qua thư vào sáng ngày bầu cử. Điều này có thể dẫn đến việc công bố kết quả trễ hơn nhiều bang khác. Thông tin từ VOV cho biết, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã khởi động chặng cuối cùng của chiến dịch tranh cử vào tối ngày 29 tháng 10 theo giờ Mỹ bằng bài phát biểu tại khu công viên Ellipse ở trung tâm thành phố Washington. Đây cũng là nơi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngay trước khi xảy ra cuộc bạo loạn tại Điện Capitol. Bài phát biểu vận động tranh cử này được coi là một trong những cơ hội quan trọng để Phó Tổng thống Harris tiếp cận những cử tri đang mâu thuẫn hoặc những người đang lo ngại về hành vi của ứng viên Donald Trump, nhưng vẫn chưa thực sự tin tưởng bà Harris có thể đưa nước Mỹ đi đúng hướng. Đối với bà Harris, việc vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về đối thủ lại vừa tìm kiếm sự tin tưởng hướng tới vai trò Tổng thống tương lai của bà đã trở thành thách thức mang tính quyết định trong giai đoạn cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh hai ứng viên Tổng thống Mỹ đang có tỷ lệ ủng hộ bám đuổi xít sao trong các cuộc thăm dò dư luận và đã có hơn 50 triệu người bỏ phiếu sớm. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng trong bài phát biểu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Màn thể hiện mạnh mẽ. Theo giới quan sát, bà Harris đã có màn thể hiện rất ấn tượng vào thời điểm quan trọng của cuộc bầu cử. Sử dụng ngôn từ mạnh mẽ, xen lẫn chút hài hước, Phó Tổng thống Mỹ đã đan xen nhiều chủ đề như đưa lập trường về những vấn đề quan trọng của nước Mỹ, công kích đối thủ, tóm tắt tiểu sử và nêu bật thành tựu của bà để thuyết phục các cử tri vẫn còn do dự. Bà dường như đã tránh được những phát ngôn lỡ lời có thể khiến các cử tri mất lòng hoặc khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Sau một giai đoạn đầy lo lắng khi bị tụt lại so với ông Trump trong các cuộc thăm dò, bà Harris dường như có thể an tâm hơn đôi chút khi tỷ lệ ủng hộ của bà đã nhỉnh hơn so với ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, đội ngũ vận động tranh cử của ông Trump đã vướng vào lùm xùm sau khi Tucker Carlson, là cựu biên tập viên của Fox News, chế giễu chủng tộc của bà Harris và có những bình luận xúc phạm mạnh mẽ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, bại tướng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Các nhà phân tích nhận định màn thể hiện của bà Harris tại Ellipse có thể làm tăng cơ hội đảo ngược thế cờ theo hướng có lợi cho bà trong tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử. Gợi nhắc lại sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bài phát biểu của bà Harris đã gợi nhắc lại vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Các đối tượng bạo loạn đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 nhằm ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực Tổng thống cho ông Joe Biden sau khi ông Trump bị thua cuộc. Bà Harris nói rằng, hãy xem ông Donald Trump là ai, ông ấy là người đứng ở chính nơi này gần 4 năm trước và cử một đám đông có vũ trang đến Điện Capitol của Mỹ để lật đổ ý chí của người dân trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, một cuộc bầu cử mà ông ấy biết mình đã thua. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau trong đội ngũ tranh cử của bà Harris về hiệu quả của việc công kích và chỉ trích ông Trump. Rất khó đoán định liệu các cử tri ủng hộ ông Trump có thể thay đổi lập trường khi bà Harris lập luận rằng hành vi trong quá khứ và lời lẽ hiện tại của ông Trump khiến ứng viên này khó có thể đảm nhiệm vai trò Tổng thống. Thu hút những cử tri không còn mặn mà với ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đưa ra một lập luận có chừng mực hơn khi cố gắng kêu gọi những cử tri không còn mặn mà với cựu Tổng thống Trump. Bà nhấn mạnh trong một thời gian quá dài, chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều sự chia rẽ, hỗn loạn và ngờ vực lẫn nhau. Mọi việc không nhất thiết phải diễn ra như vậy. Tôi đề xuất một con đường khác và tôi xin phiếu bầu của các bạn. Phó Tổng thống Harris hối thúc các cử tri vượt qua kỷ nguyên chính trị của Trump, đồng thời mô tả việc bà ra ứng cử như một cách để mở ra một trang mới nhằm tránh khỏi những bi kịch và xung đột, nỗi sợ hãi và chia rẽ. Đã đến lúc cần có một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ và tôi mong muốn sẽ được trao quyền lãnh đạo đó với tư cách là Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Bà cam kết trở thành Tổng thống của tất cả người Mỹ, luôn đặt đất nước lên trên đảng phái và trên bản thân mình. Tiếp tục quảng bá bản thân. Phó Tổng thống Kamala Harris đã cố gắng đưa một số chi tiết quan trọng về tiểu sử của bà vào bài phát biểu. Đây dường như là sự thừa nhận rõ ràng rằng một số cử tri vẫn quen thuộc với bà, mặc dù bà đã nhiều năm đảm nhiệm vai trò Phó Tổng thống. Bà Harris tham gia cuộc tranh cử cách đây 3 tháng sau khi những lo ngại về tuổi tác của ông Joe Biden khiến Đảng Dân Chủ cố gắng thuyết phục ông rời khỏi cuộc đua. Trong cuộc chạy nước rút sau đó, bà Harris thừa nhận đôi khi gặp khó khăn trong việc giới thiệu bản thân với cử tri. Mặc dù tôi đã có vinh dự được phục vụ với tư cách là Phó Tổng thống trong 4 năm qua, nhưng tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn vẫn đang tìm hiểu về tôi. Trong phần kết thúc bài phát biểu, bà tự nhận rằng đã sống theo lời hứa của nước Mỹ khi còn là một đứa con của phong trào dân quyền và ngay cả trong cuộc sống sau này. Bà Kamala Harris cũng cố gắng khơi gợi sự đồng cảm của cử tri hơn khi nói rằng tôi không hoàn hảo, tôi mắc lỗi, nhưng tôi hứa với các bạn tôi sẽ luôn lắng nghe các bạn. Ngay cả khi các bạn không bỏ phiếu cho tôi sẽ luôn nói sự thật với các bạn. Phân tích vẫn chưa rõ những lập luận sắc sảo và chặt chẽ như vậy của bà Harris có thuyết phục được các cử tri vẫn còn do dự hay không, nhưng ít nhất Phó Tổng thống Mỹ đã tìm cách gắn kết các câu chuyện cá nhân và chính trị của bà với nhau, tạo ra một khối thống nhất. Bài phát biểu này là một phần trong bài phát biểu kết thúc chiến dịch tranh cử của bà Harris diễn ra chưa đầy một tuần trước ngày bầu cử, trong đó bà chủ yếu tập trung công kích cựu Tổng thống. Đội ngũ tranh cử của bà lập luận rằng hàng chục triệu người Mỹ đang thất vọng vì sự chia rẽ trên chính trường. Các cuộc thăm dò dư luận trong những tuần gần đây cho thấy cuộc đua sẽ diễn ra cực kỳ gay cấn và có sự thay đổi có lợi cho ông Trump. Theo kết quả thăm dò, bà Harris đang dẫn trước ông Trump một chút về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, với số phiếu của hai bên lần lượt là 48,6% và 47,8%. Washington, D.C., tiểu bang lân cận Maryland và Bắc Virginia đều là những khu vực mà bà Harris nhận được sự ủng hộ rộng rãi và hàng nghìn người ủng hộ đã xếp hàng nhiều giờ để chờ đợi phát biểu của bà. Thông tin từ báo Tiền Phong, quận Maricopa của bang Arizona là nơi cuối cùng quyết định liệu bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ và đảng nào sẽ kiểm soát Thượng viện. Quận này bị phân cực chính trị đến mức có thể mất hơn một tuần để biết ai giành chiến thắng. Năm nay, các quan chức bầu cử cảnh báo có thể mất tới 13 ngày để kiểm tất cả phiếu ở Maricopa. Việc kiểm phiếu kéo dài khiến quận này trở thành trung tâm của các thuyết âm mưu xung quanh sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng lý do tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy lại rất đơn giản. Đây là một quận đang phát triển nhanh chóng và nằm trên khu vực rộng lớn. Lý do khiến việc kiểm phiếu ở Maricopa mất nhiều thời gian còn do đây là khu vực bầu cử lớn thứ hai trong cả nước và vì đây là quận dao động nên phải mất nhiều thời gian hơn để xác định người chiến thắng. Điều đó gây ấn tượng rằng việc kiểm phiếu có thể hỗn loạn. Luật bỏ phiếu qua thư của Arizona cũng khiến thời gian kiểm phiếu kéo dài. Năm 2022 có đến 293.000 cử tri, tương đương 1/5 tổng số phiếu bầu tại Maricopa đã được gửi qua thư. Việc kiểm phiếu qua thư mất nhiều thời gian hơn vì trước khi kiểm đếm, nhân viên phải quét các phong bì thư, phân loại và kiểm tra chữ ký để đảm bảo phiếu hợp lệ. Một số bang như là Florida yêu cầu tất cả phiếu qua thư phải được gửi trước ngày bầu cử để quá trình này kết thúc khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Nhưng theo luật của Arizona, khi các điểm bỏ phiếu của Maricopa đóng cửa thì mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Luật của Arizona cũng cho phép cử tri sửa lá phiếu của họ trong tối đa 5 hôm sau ngày bầu cử. Điều đó có nghĩa là nếu văn phòng bầu cử xác định chữ ký trên lá phiếu hoặc một số chi tiết có sai sót, cử tri có thêm 5 ngày để đến sửa cho lá phiếu hợp lệ. Thông tin từ báo Công an Nhân dân, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm vào tháng 1 năm 2025, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Bà Jean Pierre trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo ngày 30 tháng 10, Tổng thống Biden tin tưởng vào việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và đó là điều mà các bạn sẽ thấy Tổng thống thực hiện. Không phải vì ông ấy mà là vì người dân Mỹ, đó là điều mà người dân Mỹ cần thấy bất kể ai thắng cử. Bà không đề cập đến quyết định của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông từng không tham dự lễ nhậm chức của chính ông Biden vào tháng 1 năm 2021. Ông Trump và bà Melania đã rời Nhà Trắng trước lễ nhậm chức của ông Biden bỏ qua lời chào truyền thống của những người kế nhiệm tại dinh thự của Tổng thống và cả lễ nhậm chức. Phó Tổng thống dưới thời ông Trump, Mike Pence cùng vợ ông là Karen đã tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Biden. Hiện tại, ông Trump và bà Kamala Harris là hai ứng viên tranh cử cho vị trí Tổng thống Mỹ. Ngày bầu cử chính thức là mùng 5 tháng 11, dù việc bỏ phiếu sớm đã được tiến hành ở nhiều nơi.